Hello, chào các bạn sĩ tử đến với chương trình Dạy ngốc môn Anh. Mỗi tập mình sẽ cùng vượt khó và dạy ngốc một câu từ những đề luyện thi tiếng Anh trung học phổ thông quốc gia. Một câu tuy ít nhưng các bạn sẽ dễ tiếp thu và thật sự học được từ dạng câu hỏi đó. Bạn nào thích tiếng Anh cũng ở lại với tụi mình nha. Đến với tập 15, mình có một câu chọn vật phơm cho ô trống, hay còn gọi là chọn dạng từ phù hợp. Với dạng này, chỉ cần mình biết ô trống đang cần gì, mình sẽ loại trừ và phân tích các khả năng còn lại là xong. Mình nhìn ở vế đang chứa ô trống trước ha. Mình có từ hạn định ở trước ô trống, và ờ cũng thể hiện số lượng là 1. Sau trống là conclusion, đuôi ion là một hậu tố dễ nhận biết của danh từ. Từ đó mình suy ra ô trống này chỉ có thể là tính từ để bổ nghĩa cho conclusion, hình thành nên một cụm danh từ. Mình mạnh dạn loại được câu be, vì như mình đã nói, đó là đuôi ion đặc trưng của danh từ, chỉ còn a, c và d thôi. Xét c và d trước vì nó đang thể hiện hai dạng tính từ với danh động từ, verb ing và quá khứ phân từ. Mình có một ví dụ để các bạn hiểu được ý nghĩa thực sự của hai dạng này. She's interested in maths and chemistry. Và she's so interesting. Ở ví dụ đầu, bạn thấy tính từ sử dụng là interested, tức là chủ thể she cảm thấy thích thú trong hai môn đó là toán và hóa. Ở ví dụ thứ hai thì interesting đang miêu tả cho she và mang ý nghĩa là làm cho người khác cảm thấy thú vị. Có nhiều bạn lầm tưởng ở dạng ed sẽ miêu tả cho người, còn dạng ing sẽ miêu tả cho vật là hoàn toàn sai nha. Sự khác biệt chỉ nằm ở chỗ ed là chính chủ thể cảm nhận, còn ing là chủ thể làm cho người khác cảm nhận. Với từng câu c và d để lên ô trống sẽ có ý nghĩa khác nhau. After having thought for many hours là sau khi suy nghĩ hàng giờ đồng hồ, thì he came up with là anh ấy đã nảy ra một kết luận. Nếu là a satisfying conclusion, tức là một kết luận làm cho mọi người thỏa mãn, còn a satisfied conclusion là một kết luận mà chủ thể cảm thấy hài lòng và thỏa mãn. Cái nào cũng có lý hết nhỉ. Vậy chọn kết luận đó là vì người khác hay là vì bản thân chủ thể đây? Đây là thời điểm mà satisfactory xuất hiện để trung hòa đôi bên. Satisfactory về nghĩa là thỏa đáng, vừa đủ hoặc là chấp nhận được. Nhưng hiểu kỹ thì nó sẽ vừa làm người khác hài lòng và bản thân chủ thể cũng hài lòng, không thiên vị bên nào cả. Nên ở đây có 3 dạng tính từ của satisfied thì mình sẽ ưu tiên chọn satisfactory vì nó trung tính. Đơn giản mình không biết thiên về bên nào thì cân bằng sẽ là tốt nhất. Đâu đó cũng có hợp nghĩa đó chứ. Dành hàng giờ để suy nghĩ thì không thể nào chỉ suy nghĩ để người ta có lợi thôi được, mà suy nghĩ về bản thân có lợi cũng sẽ nhanh thôi. Nên cả hai bên thỏa mãn thì mới cần thời gian cân nhắc nhiều đến vậy. Vậy chúc hạ, câu A là đáp án cuối cùng. Và tập 15 đến đây là hết. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè cùng dạy ngố và theo dõi chương trình vào thứ 3, thứ 4 và thứ 5 hàng tuần để ôn thi nha. Tụi mình là The Fact English. Hẹn gặp bạn vào số dạy ngố mong anh tiếp theo nha. Bye.